Hay đấy. Rồi, không hai. Không hai. Khắc chế được quả. Không ba. Rồi, cho bóng. Ba. Hai. Đây, cá thầy quá. Ôi giời. Phí quá, phí quá, phí quá. Xíu nữa vào góc là được. Hay đấy. Cứ nhẹ nhàng thôi, cò cưa thôi. 46 rồi. Thôi rồi. Các cái bình tĩnh, cứ có cưa thôi. Có cưa thôi. Đừng đập quá được. Tốt. Bảy lắm rồi, cố lên. Ôi giời. Hai quả rồi, phát bình tĩnh rồi. Phát khó quá. Đấy rồi, một vạn khán giả ở ngoài được xem. Anh truyền trực tiếp à? Tôi đi trực tiếp à. Anh đứng bạn đây cho hai vận động viên. Xuất sắc. Sáng đi một vòng nào, Đi một vòng chào khán giả nào. Ôi. Đúng rồi, phải yểm bùa cái bàn. Hay quá. Mười bảy. Cứ bình tĩnh, quả cưa thôi. Chúc mừng. Rồi.